Xin chào toàn thể anh em nha. Có anh em nào đang muốn mua máy cưa giá rẻ không anh em? Hôm nay thì có mấy con máy nha, bán thanh lý cho anh em cái giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy, dòng về để cho anh em sử dụng, cắt gia đình xài ít, dùng linh tinh, giá thành chỉ có tầm khoảng triệu hơn thôi nha anh em nhá. Đấy, không cao tiền đâu anh em. Đấy, và hôm nay có 3 con bán thanh lý cho anh em với cái giá cực kỳ yêu thương luôn, để cho anh em về sử dụng, cắt củi đồ linh tinh và xài gia đình anh em nhá. Hôm nay có 3 con và đánh dấu ký tự này là cây này là tên là máy là K1 nha. Cây này tên máy là K2, tên con này là tên máy là K3. Tại sao mà em này cái đánh cái dấu ký tự là như thế? Để cho anh em thuận tiện anh em đặt hàng của bên em. Ví dụ anh em ưng con này rồi nhưng mà không biết tên con máy là con gì và đặt hàng của bên em nói thì nó rất là khó khăn để đặt hàng. Thì bảo anh muốn mua con K mấy là được nha. Anh muốn mua con K1 là được, hoặc là anh muốn mua con K2 là được, hoặc là anh em muốn mua con K3 là được. Máy móc cam kết như trên video và không bắt anh em phải cọc cạch gì trước đâu. Anh em ưng ấy thì chỉ cần cho em xin thông tin, địa chỉ, số điện thoại thì em ship tận nhà cho anh em luôn nha anh em nhá. Còn máy móc ấy thì y như trên video luôn. Anh em chốt con nào thì em gửi đúng như con trên video cho anh em nhá, nên là anh em không cần phải lăn tăn. Rồi đầu tiên này, con này thì để cho anh em với cái giá là 1.150.000 thôi nhá anh em nhá. Quá hợp lý, quá rẻ đúng không anh em? Con này thì máy lớn để cho anh em chuyên về sử dụng này, cắt tất cả các loại gỗ có trong gia đình nhà mình luôn. Từ cắt gỗ to, gỗ nhỏ hay là cắt cành, tỉa nhánh vô tư hết nha. Con này đặc biệt nó sẽ sử dụng là lam dài 55cm cho anh em, 55cm nha anh em nha. Và xích là sử dụng là xích lớn luôn nha anh em nha. Lốc là lốc hợp kim nhôm này. Đấy, bô là bô inox này, có hai lỗ cửa xả. Con này thì giá 1.150.000 để cho anh em với cái giá yêu thương nha anh em. Anh em về sử dụng xài gia đình là thoải mái luôn anh em nha. Và con này sẽ bảo hành cho trong vòng 6 tháng sử dụng. Đấy, hỏng hóc hay phụ tùng thay thế rất là nhiều. Và đặc biệt con này nó tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em nha. Đó, anh em lấy con này thì về sử dụng là thoải con gà mái luôn này đấy ạ. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 này. Lấy thì sẽ theo kèm cho anh em là vỏ bao lam và bộ đồ nghề nhá. Bộ đồ nghề bao gồm là rũa này, lục giác này, típ mở buji này và tô vít chỉnh anh em nha. Đấy, 1.150.000 bao ship cho anh em tới tận nhà luôn. Máy móc cam kết giống như trên video này anh em nhá. Con này thì công suất là 54cc, nòng là 52 ly, à nòng là 45 ly. Đấy, để cho anh em về cắt tất cả các loại gỗ trong có trong gia đình nhà mình. Anh em nào gỗ to gỗ nhỏ là cắt thoải mái hết cho anh em. Đấy, cắt gỗ tầm khoảng bằng cái xô sơn đổ lại nha anh em nhé. Ok chưa? Đấy, giá thành vừa phải nha anh em nhá. Đó, về anh em xài gia đình ấy, cắt ít thì lấy con này cho giá thành nó nhẹ nhàng. Anh em nào cũng có thể tiếp cận được luôn mà sử dụng vẫn rất là ngon lành cho anh em. Anh em về đôi khi dăm bữa nửa tháng ấy, bỏ ra cắt một lần ấy, thì lấy con này cho nó vừa tiền anh em nhá. Đó, rồi qua con K2 này là một con máy cưa xích. Hàng này thì nó là hàng máy cưa dạng mini. Mini cho anh em là lớn tuổi đấy ạ, không thích máy cưa to thì cầm nó nặng nhọc. Thì làm cái con này cho nó nhẹ nhàng nhá, cân nặng khoảng 3kg thôi anh em. Giá là 1.250.000 nha anh em nhá. Đấy, vẫn là sử dụng hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Dòng này thì nó là máy mini nên lam của nó sẽ dài 30cm cho anh em. Đó, anh em về xài cắt cành tỉa nhánh, xài gia đình linh tinh ấy, xài ít thì làm con này cho nó vô tư. Đó, anh em là lớn tuổi rồi ấy, phụ nữ có thể xài được luôn nha anh em nhá. Đấy, anh em nào làm tỉa cây cảnh đồ linh tinh ấy thì làm con này là quá là hợp lý rồi. Đó, nhẹ nhàng nha anh em nhá. Đó, cầm nắm một tay sử dụng bình thường. Đấy, anh em thấy không? Đó, anh em cầm một tay này vừa bóp ga vừa cầm nhá. Anh em leo trèo trên cao ấy thì một tay là chỉ sử dụng được một tay đúng không? Thì làm con này cho nó vừa phải anh em nhá. Đấy, anh em nào mà giờ về cắt củi nấu rượu làm cây cảnh ấy, đồ linh tinh cần một chiếc máy cưa xích nhẹ nhàng. Con này thì về phù hợp cắt những khung gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi hoặc là bằng cái phích nước đổ lại nha anh em nhá. Đấy, anh em về cắt cành tỉa nhánh thì lại con này chỉ cho nó nhẹ nhàng đấy, tùy anh em sử dụng. Rồi, con K3 là một con máy này, con này thì nó là hàng chất lượng rồi anh em nhá. Hàng chất lượng rồi, giá bán là 1.500.000. Con này thì máy to luôn rồi đấy anh em, con này thì cân nặng khoảng tầm 7kg nhá. Lam là vẫn là 55cm cho anh em này về cho anh em sử dụng ấy ạ. Đó, lam 55cm nha, lốc hợp kim nhôm này, lỗ bô 3 cửa xả luôn anh em nhá.
Đấy, có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em, tích hợp chụp giật trợ lực. 1,5 triệu cho con máy này nha. Đấy, sử dụng hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Cho anh em về sử dụng gia đình là thoải con gà mái luôn rồi. Anh em về cắt hạ gốc cây, xài những cái cắt những gỗ to đây. Đó, để cho anh em nha. Con này thì công suất là 54cc. Nòng của con này là 45mm nhá. Cho anh em. Đó, con này thì đến từ nhà thương hiệu Tananka, Nakata chứ. 1,5 triệu cho con K3, nếu mà anh em nào kinh phí mà muốn máy ngon, máy xịn này, dòng này thì đến nữa hỏng sẽ rất là nhiều phụ tùng thay thế sửa chữa và độ bền của nó rất là cao nha, và dòng này sẽ bảo hành 6 tháng cho anh em sử dụng đầy đủ hết cho anh em. Rồi, và vừa rồi cả chúng em đã giới thiệu cho anh em 3 cái máy cơ xích rồi. Anh em ưng cái con mã nào ấy thì gọi cho bên em để đặt hàng anh em nhé. Và cho em xin thông tin địa chỉ số điện thoại là được. Anh em muốn mua con ca mấy thì đọc cho cả chúng em nhá. Xin chào toàn thể anh em, hẹn nhau những video tiếp theo.